Thưa quý vị, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 đến nay và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, giải quyết một số kiến nghị của tỉnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Cà Mau trước mắt cần sớm nâng cấp cảng hàng không Cà Mau, bảo đảm tiếp nhận được các loại máy bay như Airbus A320, A321 và tương đương. Cùng với báo cáo Thủ tướng và đoàn công tác của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 đến nay và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, tỉnh Cà Mau kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước nghiên cứu sớm nâng cấp cảng hàng không Cà Mau, đảm bảo tiếp nhận được các loại máy bay như Airbus A320, A321 và tương đương. Vấn đề thứ hai tỉnh kiến nghị là quan tâm, xem xét sớm ban hành cơ chế, chính sách đặc thù của vùng bán đảo Cà Mau, trong đó có đề án phát triển vùng đất mũi Cà Mau, đặc biệt là tăng tiến độ đầu tư và mức hỗ trợ đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng, tăng định mức phân bổ vốn đầu tư công các công trình kết cấu hạ tầng cao hơn so với nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn trong giai đoạn 2021-2025. Nội dung thứ ba, tỉnh kiến nghị Bộ Chính trị ban hành nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo, phòng chống tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển, vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhất là khu vực bán đảo Cà Mau. Tỉnh cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét cân đối nguồn vốn đầu tư công bổ sung thêm đoạn Cà Mau đất mũi dài 90 km. Cùng với đó là hỗ trợ Cà Mau quy hoạch, đầu tư xây dựng và tổ chức hoạt động trung tâm đầu mối thủy sản vùng bán đảo Cà Mau. Trước mắt cho chủ trương hỗ trợ tỉnh Cà Mau xây dựng hệ thống kho lạnh đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp chế biến, dự trữ tôm nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu trong mọi tình huống và chỉ đạo đối với đề xuất của Bộ Công Thương việc thẩm định đề án xuất khẩu điện tỉnh Cà Mau. Lãnh đạo các bộ, ngành, trung ương đã thảo luận và đưa ra các giải pháp phù hợp cho 6 kiến nghị của tỉnh Cà Mau, đặc biệt là việc sớm nâng cấp cảng hàng không Cà Mau, đảm bảo tiếp nhận được các loại máy bay lớn và mở rộng cụm công nghiệp điện, khí, đạm Cà Mau. Để Cà Mau phát triển theo hướng nhanh, xanh và bền vững, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch 5 năm, chiến lược 10 năm và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 và triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết 13 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là giao thông, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, hạ tầng du lịch, bảo đảm kết nối nội tỉnh giữa các tỉnh trong vùng, giữa các vùng với cả nước và quốc tế. Đồng thời, chú trọng phát triển hạ tầng số, hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, hạ tầng giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, huy động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển, nâng cao hiệu quả, thu hút và sử dụng vốn đầu tư. Một là phát triển năng lượng tái tạo, thì phải mở rộng cái khu công nghiệp khí điện đạm. Cái thứ hai là phát triển du lịch, dựa vào con người, dựa vào văn hóa, dựa vào thiên nhiên, dựa vào cái thương hiệu là đất mũi phương Nam này, để phát triển du lịch. Thứ ba là phải phát triển cái ngành công nghiệp nuôi trồng chế biến thủy sản, hải sản, mà đặc biệt là con tôm. Vấn đề thứ tư là đẩy mạnh hơn nữa, đột phá hơn nữa về phát triển về giao thông. Mà cụ thể là mở rộng cái sân bay Cà Mau, thúc đẩy nhanh chóng cái đường cao tốc và triển khai cái đường thủy nội địa, nghiên cứu cái dự án đường hàng hải, đường biển, hôm qua cái dự án cái cảng Hòn Khoai. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong tỉnh Cà Mau nỗ lực xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, phát triển Cà Mau nhanh, xanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đối với các đề xuất kiến nghị của Cà Mau, Thủ tướng Chính phủ cho rằng đây đều là những đề xuất chính đáng, cơ bản đồng tình, xem xét để phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, trên cơ sở phân tích các khía cạnh, bối cảnh, tình hình chung và các quy định chung, quy hoạch tổng thể, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao các công việc cụ thể cho từng bộ, ngành phối hợp với tỉnh Cà Mau để giải quyết. Thủ tướng lưu ý tinh thần cần ưu tiên nguồn lực để thực hiện công trình, dự án phục vụ người dân và thu hút đầu tư, sớm nâng cấp đường băng để tiếp nhận được các loại máy bay lớn.
Trưa nay ngày 9 tháng 12, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đi khảo sát việc nâng cấp cải tạo đường băng sân bay Cà Mau, tiến độ triển khai dự án cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh Cà Mau và cụm dự án khí điện đạm Cà Mau. Khảo sát việc nâng cấp cải tạo đường băng cảng hàng không Cà Mau do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam triển khai, Thủ tướng chỉ đạo chậm nhất trong quý 1 năm 2024, Bộ Giao thông Vận tải phải hoàn thành các công việc liên quan đến điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, địa phương hoàn thành giải phóng mặt bằng. Tổng công ty Hàng không Việt Nam chủ trì thu xếp nguồn vốn cho dự án. Nhấn mạnh việc nâng cấp đường băng để tiếp nhận được máy bay lớn như Airbus A321, Boeing 737, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị cần cố gắng đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc nâng cấp, xây dựng đường băng này trong 18 tháng. Nếu cần, có thể nghiên cứu hình thức chỉ định thầu trên tinh thần bảo đảm đúng quy định. Phần cải tạo nhà ga hành khách sẽ triển khai xây dựng khi lượng hành khách đông hơn. Thăm, khảo sát cụm công nghiệp khí điện đạm Cà Mau, một trong những dự án đầu tư lớn nhất của đồng bằng sông Cửu Long do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam làm chủ đầu tư. Thủ tướng biểu dương những kết quả đã đạt được trong những năm qua và đề nghị tiếp tục mở rộng đầu tư, hoạt động của cụm dự án trên cả 3 lĩnh vực gồm khí, điện, đạm, tạo thành một khu công nghiệp phức hợp lớn và hiện đại, đem lại hiệu quả kinh tế xã hội, góp phần thay đổi diện mạo của một khu vực của tỉnh Cà Mau. Theo báo cáo, với mức đầu tư khoảng 2 tỷ đô la Mỹ, đến nay cụm công nghiệp đã đạt doanh thu khoảng 10 tỷ đô la Mỹ và đóng góp vào khoảng 40% thu ngân sách của tỉnh Cà Mau. Trong đó, riêng nhà máy điện đạm Cà Mau vừa cán mốc sản xuất 10 triệu tấn ure, doanh thu lũy kế đến nay đạt hơn 100.000 tỷ đồng. Khảo sát động viên cán bộ công nhân đang thi công dự án cao tốc Hậu Giang Cà Mau thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cùng với bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án trong nhiệm kỳ này phải thông tuyến đường bộ cao tốc từ Bắc vào Nam tới Cà Mau và sẽ tiếp tục triển khai xây dựng cao tốc tới tận mũi Cà Mau thay vì thành phố Cà Mau như quy hoạch hiện nay. Dự kiến khoảng 70 km nếu đi theo tuyến ngắn nhất, thẳng nhất. Hiện nay, các dự án cao tốc từ Cần Thơ xuống Cà Mau hiện đã thi công khoảng 15%. Công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đã hoàn thành. Toàn tuyến còn khoảng 80 hộ dân tại 5 tỉnh. Nguồn vật liệu đắp nền cũng cơ bản được bảo đảm. Cũng trong chiều mùng 9 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn Kết nối Sản phẩm OCOP Đồng bằng Sông Cửu Long 2023. Với chủ đề Festival Tôm Cà Mau 2023, tự hào thương hiệu Việt, đây là sự kiện có quy mô cấp khu vực diễn ra từ ngày mùng 10 đến ngày 13 tháng 12 năm 2023 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã được các ngành, địa phương, đơn vị gấp rút thực hiện, đảm bảo để sự kiện diễn ra an toàn, đúng kế hoạch. Trước đó, trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau. Cùng dự có lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, tỉnh Cà Mau và các địa phương trong vùng, đại diện cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng tỉnh Cà Mau đã khẩn trương xây dựng, hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ phần đầu đến năm 2030, Cà Mau trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, có nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển, hệ sinh thái được bảo tồn, thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, người dân có cuộc sống phồn vinh hạnh phúc. Đối với tỉnh Cà Mau, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương triển khai quyết liệt đồng bộ hiệu quả quy hoạch tỉnh, nhất là các ngành lĩnh vực là tiềm năng lợi thế của tỉnh, trong đó đặc biệt hai nội dung quan trọng là ưu tiên bố trí nguồn lực để tổ chức thực hiện đồng bộ hiệu quả không gian phát triển theo mô hình hai hành lang kinh tế và các trục liên kết phát triển, ba vùng kinh tế và năm cực tăng trưởng, chú trọng công tác điều phối quản lý thống nhất, bảo đảm tính liên kết đồng bộ thống nhất hiệu quả và phát triển bền vững với tầm nhìn dài hạn, định hướng phát triển tổng thể, phát huy tối đa tiềm năng lợi thế tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Cà Mau cần tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất hạ tầng giao thông, hệ thống đô thị, khu công nghiệp và cụm công nghiệp, chú trọng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, huy động các doanh nghiệp và người dân tham gia. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, Thủ tướng đề nghị có chiến lược kinh doanh lâu dài, bền vững, thực hiện đúng cam kết đầu tư, thỏa thuận hợp tác, tuân thủ luật pháp theo quy hoạch của tỉnh, đồng hành với chính quyền các cấp, thẳng thắn góp ý, kiến nghị có trách nhiệm xây dựng với chính quyền, thực hiện tốt văn hóa kinh doanh, tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, bảo đảm chế độ chính sách cho người lao động tích cực tham gia bảo đảm an sinh xã hội. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng sự thành công của hội nghị hôm nay là bước khởi đầu tốt đẹp, tạo sức lan tỏa và thu hút được ngày càng nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư đến với Cà Mau, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo hướng văn minh hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiếp tục chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Thái Lan,
Chiều ngày 8 tháng 12, tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến nhà vua Maharajaralongkorn và Hoàng hậu Thái Lan. Cùng dự cuộc hội kiến có Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Oan Muhammad Nomatha. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chân thành cảm ơn nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan đã dành thời gian đón tiếp, là ngoại lệ hết sức đặc biệt, thể hiện tình cảm, mối quan hệ gắn bó giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội trân trọng chuyển tới nhà vua và Hoàng hậu lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội thông báo với nhà vua về kết quả tốt đẹp của các cuộc hội đàm, hội kiến với Chủ tịch Hạ viện và Thượng viện, Thủ tướng Thái Lan và việc Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Thái Lan đã ký bản ghi nhớ hợp tác. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng dưới sự trị vì sáng suốt của nhà vua, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Thái Lan sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong xây dựng và phát triển đất nước, có vai trò ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn coi trọng tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược tăng cường với Thái Lan và mong muốn hai nước sớm nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới. Nhà vua Thái Lan đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nhấn mạnh Thái Lan và Việt Nam là hai nước láng giềng gần gũi, có quan hệ lâu đời nên việc tiếp tục tăng cường quan hệ là rất cần thiết. Nhà vua Maharajaralongkorn chúc mừng những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước và chúc mừng Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Thái Lan đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác. Nhà vua nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam trong các chuyến thăm năm 1992 và 1997 khi còn là Thái tử. Nhà vua nhất trí với đề xuất của Chủ tịch Quốc hội mong muốn nhà vua, hoàng gia và chính phủ Thái Lan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, ủng hộ và phát triển văn hóa ngôn ngữ Việt Nam tại Thái Lan, trong đó có các khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, các ngôi chùa Việt Nam, phố Việt Nam, trung tâm Việt Nam học. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các chuyến thăm Việt Nam của nhà vua khi còn là Thái tử và các thành viên Hoàng gia Thái Lan, khẳng định đây là những sự kiện có ý nghĩa quan trọng góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác mọi mặt giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội thông báo sẽ đi thăm tỉnh Udon Thani và cảm ơn Thái Lan đã hỗ trợ việc thành lập phố Việt Nam, phố đầu tiên ở Thái Lan và trên thế giới. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trân trọng chuyển lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mời nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu sang thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Sáng nay trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm tỉnh Udon Thani. Ra sân bay tỉnh Udon Thani có tỉnh trưởng, các đầu mối ban ngành của tỉnh, Hội người Việt Nam tại Thái Lan và đông đảo bà con người Thái gốc Việt. Udon Thani là tỉnh có 60.000 người Thái gốc Việt trong tổng số 100.000 người trên toàn nước Thái. Sau khi đến tỉnh Udon Thani, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ khai trương phố Việt Nam tại tỉnh Udon Thani, phố Việt Nam đầu tiên tại Thái Lan cũng như trên toàn thế giới. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, lãnh đạo chính quyền tỉnh Udon Thani và đại diện các hội đoàn người Việt tại Udon Thani đã cắt băng khai trương phố Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cảm ơn chính quyền tỉnh Udon Thani và các nhà tài trợ đã hỗ trợ thực hiện dự án, đồng thời biểu dương sự cố gắng nỗ lực của bà con kiều bào, mong bà con tiếp tục phát huy phẩm chất cần cù, chịu khó, truyền thống quý báu thương người như thể thương thân, tình đoàn kết trong cộng đồng người Việt và người Việt với người Thái Lan. Sáng cùng ngày tại tỉnh Udon Thani, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp tỉnh trưởng Udon Thani, Wan Chai Kongkasem. Thay mặt cho chính quyền và người dân địa phương, tỉnh trưởng Wan Chai Kongkasem vui mừng chào đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn, nhấn mạnh chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội cho thấy sự quan tâm của Đảng, Nhà nước Việt Nam dành cho tỉnh, địa phương có đông người dân gốc Việt đang sinh sống và có nhiều đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Ông Wan Chai Kongkasem cho biết, tại Udon Thani, cộng đồng người Việt Nam có số lượng lớn, đã hội nhập sâu vào xã hội sở tại, có quan hệ gần gũi gắn bó với người dân Thái Lan và có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Quan hệ kinh tế thương mại giao lưu nhân dân giữa Udon Thani và các địa phương của Việt Nam gần đây được tăng cường rõ rệt, trong đó có vai trò cầu nối sự hỗ trợ tích cực của cộng đồng người Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh hai nước đang thúc đẩy hợp tác kết nối trên ba trụ cột, đó là kết nối về hàng hóa, du lịch, dịch vụ, kết nối giữa doanh nghiệp giữa địa phương hai nước và kết nối giữa chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam và tăng trưởng xanh của Thái Lan. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp chính quyền địa phương đối với cộng đồng người Việt, với các dự án của cộng đồng như phố Việt Nam, dự án mở rộng khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, một địa điểm có ý nghĩa lịch sử văn hóa quan trọng trong đời sống tinh thần người Việt Nam tại Thái Lan. Bộ Tài chính cho biết tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings vừa xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam lên mức BB+, tức là mức triển vọng ổn định.
Tổ chức Fitch Ratings nâng hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam trên cơ sở ghi nhận triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong trung hạn được củng cố bởi dòng vốn đầu tư nước ngoài mạnh mẽ. Trong trung hạn, Fitch Ratings dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam khoảng 7% nhờ động lực tăng trưởng từ dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và nguồn lao động dồi dào. Một trong những yếu tố được tổ chức Fitch Ratings đánh giá cao là nợ chính phủ ở mức thấp nhiều so với các nước cùng xếp hạng BB. Trong trung hạn, thu ngân sách sẽ được củng cố nhờ vào các giải pháp mở rộng cơ sở thu thuế đặt ra tại chiến lược tài chính đến năm 2030 của Việt Nam. Sáng nay, Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái Quảng Ninh cho biết, từ nay trở đi, ngoài những mặt hàng truyền thống, sẽ có thêm 6 mặt hàng được thông quan qua cặp cửa khẩu Móng Cái Đông Hưng ở khu vực cầu Bắc Luân 2. Thông báo của Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái cho biết, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã đồng thời phê duyệt cho phép 3 bãi giám sát quản lý chỉ định tại cửa khẩu đường bộ Đông Hưng, khu vực cầu Bắc Luân 2 đối với 6 mặt hàng gồm hàng hoa quả, lương thực, thủy hải sản ướp đá, động vật thủy sinh dùng làm thực phẩm, sống cây trồng và thảo dược. 6 mặt hàng này có thể làm thủ tục nhập khẩu vào Trung Quốc qua cửa khẩu Đông Hưng Trung Quốc ở khu vực cầu Bắc Luân 2. Theo thống kê 10 tháng của năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của các mặt hàng nông thủy sản qua cửa khẩu Móng Cái tăng mạnh, đạt trên 1,1 tỷ đô la Mỹ. Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu của các mặt hàng nông sản qua cửa khẩu Móng Cái tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022. Con số này tăng gần 2,7 lần về sản lượng và tăng gần 3,9 lần về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022. Cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ với chiều dài hơn 40 km đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của Tuyên Quang và các tỉnh phía Bắc. Tuyến đường sẽ đáp ứng được nhu cầu vận tải, rút ngắn thời gian, khoảng cách giữa Tuyên Quang-Phú Thọ với Hà Nội. Thời điểm này, dự án đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài-Lào Cai đang bước vào giai đoạn thi công nước rút, chuẩn bị thông xe toàn tuyến. Hàng trăm máy móc, phương tiện và nhân lực đã được huy động, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Bảo đảm tiến độ thông xe kỹ thuật trước ngày 31 tháng 12. Tôi đã tranh thủ tối đa về thời tiết thuận lợi, làm tăng ca xuyên đêm, và các anh em trong công trường thì cũng rất là háo hức và khí thế khi mà được tham gia một công trình trọng điểm của quốc gia. Thì hiện nay mỗi ngày toàn dự án là trung bình thảm được 6.500 tấn. Như vậy sẽ kết thúc thảm trước ngày 20 tháng 12 năm 2023. Đối với các hạng mục như thi công nắp đặt giải phân cách giữa, rồi thi công hàng rào nối thép gai B40, điện chiếu sáng, rồi sơn kẻ đường, biển báo, các nhà thầu cũng đang là tích cực triển khai, cũng là dự kiến hoàn thành vào ngày trước ngày 20 tháng 12 năm 2023. Quá trình thi công dự án cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài Lào Cai, nhà thầu đã gặp rất nhiều khó khăn. Thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều, mặt bằng được bàn giao thành nhiều đợt không liên tục. Giá nhiên liệu vật tư tăng đột biến, thiếu nguồn nguyên vật liệu. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, sự quyết tâm của tỉnh Tuyên Quang và nỗ lực của các nhà thầu thi công, dự án sẽ về đích đúng tiến độ. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội cho biết từ nay đến cuối năm, đơn vị này sẽ tiến hành xén giải phân cách, mở rộng đường đi tại một số khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc. Đây là giải pháp tình thế nhằm tạo điều kiện mở rộng diện tích lưu thông nhằm tạo thuận lợi cho người dân. Thời điểm này, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đang tiến hành xén giải phân cách một số khu vực như ngã tư Sở, đường Trịnh Văn Bô, làn đường rẽ dành cho xe máy, đường Châu Văn Liêm, đường dẫn xuống cầu Thanh Trì. Thưa quý vị, ngoài giải pháp xén giải phân cách trên một số tuyến đường, Hà Nội cũng đang lên phương án khác nhằm giảm ùn tắc giao thông, đặc biệt là dịp cuối năm 2023 hiện nay. Hà Nội sẽ thực hiện việc huy động và tăng cường 100% quân số của lực lượng cảnh sát giao thông để tập trung phân luồng, phòng ngừa ùn tắc giao thông trong các khung giờ cao điểm. Lực lượng này sẽ thường xuyên túc trực trong các khung giờ cao điểm tại các vị trí nút giao cắt, các trục đường chính để kịp thời phân luồng, giải tỏa giao thông. Ngoài ra, đối với các vi phạm, phòng cảnh sát giao thông đề nghị người dân chủ động cung cấp các thông tin, hình ảnh, video phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông qua trang Zalo Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội. Số điện thoại đường dây nóng là 0243 942 4451 để kịp thời xử lý. Thành phố Hà Nội cũng đã có phương án phân luồng giao thông để đón đoàn khách quốc tế sang thăm chính thức Việt Nam vào ngày 12 đến ngày 13 tháng 12. Cụ thể, từ 12 giờ đến 21 giờ 30 ngày 12 tháng 12 và 7 giờ 30 đến 17 giờ ngày 13 tháng 12,
sẽ tạm cấm đối với ô tô kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh vận tải hàng hóa trên một số tuyến đường giao thông theo hiệu lệnh, chỉ dẫn của lực lượng chức năng, hạn chế đối với xe ô tô cá nhân, xe mô tô hoạt động trên các tuyến đường giao thông địa bàn các quận huyện Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Đông Anh, Sóc Sơn và Mê Linh. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về việc thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản hiệu quả, an toàn, bền vững, trong đó thì ưu tiên các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã căn cứ các nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội, tập trung xử lý, giải quyết và rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục cho các dự án bất động sản, chú trọng các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, thẩm định thiết kế, cấp phép xây dựng, đặc biệt ưu tiên đẩy nhanh tiến độ các dự án bất động sản công nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, kiên quyết không để tình trạng xử lý lòng vòng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết các thủ tục hành chính, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án bất động sản. Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị cần có quy định riêng trong luật đấu thầu về việc chọn chủ đầu tư qua hình thức bốc thăm giống nhiều nước trên thế giới đang triển khai nhằm rút ngắn thời gian, đặc biệt cần có giải pháp ưu đãi đối với gói 120.000 tỷ cho vay phát triển nhà ở xã hội về thời gian vay, lãi suất, thủ tục pháp lý. Nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, từ ngày 4 tháng 12 đến hết ngày 11 tháng 12 năm 2023, đoàn đại biểu các trường đại học hàng đầu của Nga đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án các trường đại học Nga do Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tổ chức dưới sự bảo trợ của Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga, Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Tại trụ sở Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga ở Hà Nội, đại diện các trường đại học Nga đã có cơ hội cùng thảo luận với các đồng nghiệp Việt Nam về khả năng cùng tổ chức các sự kiện hội nghị, hội thảo khoa học, các cuộc thi Olympic và đặc biệt là các chương trình trao đổi sinh viên, hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các trường nói chung. Hoạt động này sẽ tạo điều kiện cho việc củng cố các mối quan hệ khoa học, văn hóa và hữu nghị giữa Nga và Việt Nam, đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục, đưa đến sự hợp tác chặt chẽ giữa các trường đại học. Mục đích và nhiệm vụ chính của dự án giáo dục các trường đại học Nga là phổ biến và phát triển nền giáo dục và khoa học Nga ở Việt Nam, cung cấp thông tin về các trường đại học Nga, đồng thời mở ra cơ hội mới cho sinh viên, học viên, giảng viên, các nhà khoa học của Việt Nam tham gia trao đổi học tập, nghiên cứu và giao lưu văn hóa với các sinh viên và nhà khoa học tại Nga. Thưa quý vị, những ngày qua, sự việc cô giáo và học sinh ở tỉnh Tuyên Quang xô xát khiến cho dư luận vô cùng hoang mang và lo lắng. Khi mà môi trường học đường vốn là nơi tôn sư trọng đạo, thì nay đã xảy ra cảnh hỗn loạn, bạo lực từ những cô cậu học trò đối với những người cô, người thầy dạy dỗ mình. Nhiều đoạn clip được phát tán trên mạng xã hội về vụ việc một cô giáo ở trường trung học cơ sở Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang cầm dép đuổi học sinh trong một lớp học đã khiến dư luận sửng sốt. Trong một clip khác, cô giáo này bị nhóm học sinh quay vào lớp rồi lăng mạ, thách thức. Đỉnh điểm là khi bị ném dép vào đầu, cô giáo đã ngất xỉu. Vô cùng bức xúc và không thể tưởng tượng được là có hình ảnh đấy, có những hành động đấy xảy ra đối với người giáo viên. Trong vụ việc đấy thì một phần trách nhiệm cũng thuộc về nhà trường. Vì theo mình đọc theo dõi một số thông tin nữa thì sự việc này đã diễn ra rất là nhiều lần. Mình cảm thấy rất là buồn khi mà học sinh, chính các bạn học sinh là những tương lai của đất nước lại xuất hiện những cái hành vi như thế, và cái văn hóa học đường của các bạn ý đang dần trở nên lệch lạc khi mà không có người hỗ trợ các bạn ý điều chỉnh những cái hành vi đấy. Điều này cũng khiến mình cảm thấy khá là lo sợ khi mà có thể rằng mình có thể rơi vào cái tình trạng giống như cô giáo ở trong video đấy ạ. Nhìn nhận về vấn đề này, chuyên gia tâm lý, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình cho rằng mức độ bạo lực trong học đường ngày càng gia tăng, văn hóa ứng xử trong xã hội ngày càng có vấn đề, mà nguyên nhân cũng như trách nhiệm đến từ nhiều phía. Với tư cách là công tác xã hội thì chúng tôi nhận thấy rằng đầu tiên là từ phía các em học sinh. Bản thân các em ở trong cái độ tuổi này thì đang trong cái giai đoạn có cái sự thay đổi cũng như là các cái diễn biến tâm lý có thể các em chưa nắm bắt hết được, và cái việc giáo dục trong nhà trường có thể là cũng chưa đáp ứng và bao quát được các cái lĩnh vực, đặc biệt là trong các cái vấn đề liên quan đến giáo dục đạo đức và lối sống.
Vụ việc cho thấy sự việc đã đi quá giới hạn của tình thầy trò, của văn hóa ứng xử trong học đường. Vâng thưa quý vị, từ sự việc này cho thấy là bạo lực học đường đã không còn giới hạn và truyền thống tôn sư trọng đạo hay là sự chuẩn mực trong hình ảnh người thầy cũng đã có phần méo mó. Và những sự việc tương tự diễn ra liên tục và mức độ thì nghiêm trọng cũng tăng lên, báo động về tình trạng xuống cấp đạo đức và văn hóa ứng xử trong nhà trường. Trong khi các cơ quan chức năng, ngành giáo dục tìm hướng xử lý vụ việc, thì chúng ta cũng cần nói về những hậu quả để lại cho những người trong cuộc và cho đời sống xã hội. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Đỗ Nghiêm Thanh Phương, cố vấn cao cấp của Viện Tâm lý học ứng dụng và đào tạo nguồn nhân lực, để lắng nghe những quan điểm từ phía chuyên gia. Hậu quả trước hết là nó sẽ ảnh hưởng đến học sinh. Chúng ta lên án những cái hành động như thế của học sinh đối với giáo viên. Nhưng mà ngược lại thì chúng ta cũng thấy là chúng ta cũng phải bảo vệ các em trước cái lên án nó quá gay gắt, quá kinh khủng từ phía xã hội đối với các em. Tại vì thực ra là nói thật là trẻ em là sản phẩm đào tạo của xã hội. Tức là chúng ta nên cho các em những cái cơ hội để mà có thể thay đổi và sửa đổi không khí xã hội rất là căng thẳng. Thì đấy là cái hậu quả về phía xã hội. Mà lâu dài thì chúng ta thấy là nếu mà những cái sự việc này nó liên tiếp nó diễn ra nữa thì rõ ràng là chúng ta phải đặt một cái hồi chuông báo động về những cái vấn đề này, về cái vấn đề giáo dục đạo đức cũng như là giáo dục hành vi, giáo dục cái nền nếp kỷ cương và cái trật tự cũng như là cái ý thức mà tôn trọng pháp luật. Xuất phát từ các phía của các bên có liên quan, và như vậy thì cái nhiệm vụ của chúng ta ở đây là có phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Đặc biệt là chúng tôi muốn nói đến cái yếu tố của những người làm chuyên nghiệp trong nhà trường. Và ở đây thì theo cái thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thông tư số 20 năm 2023, thì chúng ta có cái vị trí tư vấn học sinh trong các nhà trường. Và cái vị trí đây là một trong những cái thông tư mà theo đánh giá của cá nhân tôi là một trong những cái hành lang pháp lý rất là quan trọng để chúng ta hướng tới chuyên nghiệp hóa cái hoạt động về tư vấn học sinh trong nhà trường. Và với cái việc mà chúng ta thực hiện một cách chuyên nghiệp như vậy thì chắc chắn là sẽ giải quyết được những cái vấn đề có thể nảy sinh trong nhà trường, tương tự như là cái vụ việc xảy ra ở một cái trường trung học phổ thông, trung học cơ sở ở Tuyên Quang vừa rồi. Các biện pháp xử lý kỷ luật đối với một vụ việc chỉ là giải pháp trước mắt, cần có giải pháp căn cơ trong quản lý và giáo dục, trong xây dựng văn hóa ứng xử trong học đường và giáo dục nhân cách con người từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Làm được điều đó không chỉ có gia đình, nhà trường mà cần có sự chung tay của toàn xã hội.